Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ năm, ngày 19 tháng 1 năm 2023. Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 1, giá vàng trong nước ghi nhận phiên tăng mạnh ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá tăng từ 50 cho đến 500 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới tiếp tục duy trì ở quanh mức 1.910 đô la Mỹ một ao. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 920 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng SJC vẫn đang mua vào với mức tương tự tại khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, nhưng bán ra thấp hơn 20 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại SJC là 1 triệu đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 500 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng, tăng 200 nghìn đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 700 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng, tăng 100 nghìn đồng một lượng chiều mua và 200 nghìn đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 1 triệu cho đến 1 triệu 200 nghìn đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng mạnh cả chiều mua và chiều bán. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 800 nghìn đồng một lượng, tăng 500 nghìn đồng một lượng chiều mua và 300 nghìn đồng một lượng chiều bán. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 800 nghìn đồng một lượng, tăng 500 nghìn đồng một lượng chiều mua, chiều bán điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG là 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý SJC tăng 200 nghìn đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 800 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 70 nghìn đồng một lượng chiều mua và 200 nghìn đồng một lượng chiều bán. Ở chiều mua hiện đứng tại mức 66 triệu 820 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 800 nghìn đồng một lượng. Tại Mi Hồng SJC trong phiên ngày hôm nay không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên trước đó. Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, còn ở chiều bán 67 triệu 700 nghìn đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank tăng 300 nghìn đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Ở chiều mua hiện đang giao dịch tại mức 66 triệu 900 nghìn đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 900 nghìn đồng một lượng. Giá vàng nhẫn bốn số 9 vàng nữ trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán từ 21 nghìn đồng một lượng đến 50 nghìn đồng một lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21 triệu 171 nghìn đồng một lượng đến 54 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23 triệu 171 nghìn đồng một lượng đến 55 triệu 600 nghìn đồng một lượng. Thưa các bạn, vào thời điểm cuối ngày hôm nay, giá vàng thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 1.910,2 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 6,5 đô la với tỷ lệ 0,34%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1.901 đô la Mỹ và cao nhất 1.916 đô la Mỹ một ao. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 20.774 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã tăng 0,47%. Chỉ số đồng đô la Mỹ
Thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác hiện đứng tại mức 102,207 điểm, trong phiên đã giảm 0,19%. Bên cạnh đó, lãi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ lùi về mức 3,362% một năm, giảm 0,3% trong phiên. Giá dầu thô thế giới hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 78,521 đô la Mỹ một thùng, giảm 0,73% trong phiên. Thưa các bạn, trong phiên giao dịch ngày hôm nay thứ Năm, ngày 19 tháng 1, giá vàng thế giới duy trì ở quanh ngưỡng 1.910 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 54.500.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 13.400.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhẫn bố số 9 1.200.000 đồng một lượng. Giá kim loại quý tiếp tục chịu áp lực bởi hoạt động chốt lời của các nhà giao dịch sau các mức tăng gần đây và sự phục hồi của đồng đô la Mỹ. Trong phiên hôm nay, chỉ số đồng đô la Mỹ thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác đã tăng lên mức 102,4 điểm. Các thị trường đang trong tuần thứ 3 của năm 2023. Vàng đã tăng 4,5% và giao dịch ở trên mức quan trọng 1.900 đô la Mỹ. Mặc dù vậy, Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand cảnh báo để đà phục hồi tiếp tục, kim loại quý cần tiếp tục ổn định trên mức quan trọng về mặt tâm lý này. Sau một năm ảm đạm, vàng cuối cùng cũng đã đảo ngược xu hướng của năm ngoái. Nhiều nhà phân tích đã đưa ra dự báo kim loại quý này sẽ đạt mức cao kỷ lục mới trong năm nay với kỳ vọng lạm phát sẽ hạ nhiệt và sự xoay trục của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed. Trong báo cáo mới đây, đại diện của ngân hàng ANZ cho biết họ kỳ vọng vàng sẽ tiếp tục được ưa chuộng khi lạm phát giảm và lãi suất gần đạt đỉnh. Giá đã phục hồi mạnh mẽ sau đợt điều chỉnh vào năm ngoái khi Fed thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ nhất kể từ năm 1980. Theo ngân hàng này, các động lực hỗ trợ cho vàng trong năm 2023 bao gồm việc tạm dừng chu kỳ lãi suất của Fed, rủi ro suy thoái, đồng đô la yếu hơn, rủi ro địa chính trị cao và nhu cầu vật chất mạnh mẽ. Các chiến lược gia Daniel Hai và Sonny Kumari của ngân hàng lưu ý giá cần tiếp tục ổn định ở trên ngưỡng 1.900 đô la Mỹ một ao để duy trì đà tăng này và môi trường vĩ mô không đủ hỗ trợ để duy trì mức giá hiện tại. Nếu giá giảm từ mức hiện tại xuống phạm vi 1.870 cho đến 1.900 đô la Mỹ, chúng tôi cho rằng xu hướng sẽ đảo ngược. Nếu giá giảm xuống dưới 1.800 đô la, mức 1.730 đô la Mỹ sẽ là mức tiếp theo. Hiện tại, mọi sự chú ý sẽ đổ dồn vào kết luận của cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 1 tháng 2 tới. Theo công cụ FedWatch, các thị trường hiện đang dự báo 93,2% khả năng Fed sẽ tăng 25 điểm cơ bản. Về dài hạn, ngân hàng ANZ lạc quan về vàng. Báo cáo cũng lưu ý, đầu tư và nhu cầu vật chất là yếu tố hỗ trợ cho năm 2023. Việc Trung Quốc mở cửa trở lại tạo tiền đề cho khả năng phục hồi trong việc mua vàng vật chất. Có quan điểm đồng thuận rằng một cuộc suy thoái đang đến gần với tốc độ tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ giảm xuống 2,4% vào năm 2023. Đây sẽ là mức thấp nhất trong 4 thập kỷ vừa qua, không tính thời kỳ khủng hoảng tài chính và năm đầu tiên của Covid-19. Vàng được dự báo sẽ tiếp tục tăng giá, sẽ sớm chạm ngưỡng 2.000 đô la Mỹ một ao và thiết lập kỷ lục mới trong năm 2023, cho dù trước mắt sẽ chịu áp lực trước ngưỡng kháng cự 1.930 đô la Mỹ. Theo ngân hàng Emanika, vàng sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong danh mục đầu tư của các tổ chức trong vòng 3 năm tới. Chiến lược gia hàng hóa ông Michael Wimmer cho rằng vàng sẽ vào xu hướng tăng giá trong năm 2023 và xu hướng này sẽ kéo dài ít nhất cho tới năm 2026. Những bất ổn khó lường trên thế giới, đặc biệt bất ổn địa chính trị tại nhiều khu vực, là yếu tố hỗ trợ cho mặt hàng kim loại quý này trong năm nay. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ Năm, ngày 19 tháng 1 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Nếu như yêu kim loại quý, các bạn đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé.
Xin trân trọng cảm ơn. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.